đầu tiên mình sẽ test cái lực khoan của cây khoan này bằng mũi khoan 13mm, vô sắt 12 ly. Rồi, bật máy. Khá là êm. Rồi xong, ngon lành. Mình sẽ lấy cái góc xa ra để mình nhìn thấy cái tốc độ khoan nó nhanh. Ngon lành. Mình xin kính chào tất cả quý anh chị đang xem YouTube trên kênh Shop Tôn Việt Nam. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành 5 phút để theo dõi chương trình. Hôm nay là ngày 3 tháng 12 năm 2020. Và như mấy anh chị chúng ta vừa xem qua cái việc test cây khoan này bằng cái mũi khoan sắt 13mm vô sắt dày 12 ly, rất là nhẹ nhàng và nhanh chóng. Bây giờ mình sẽ xem về cái hình thức bề ngoài của cây khoan. Cây khoan này mang thương hiệu Kitagawa, cũng chuyên một công ty chuyên về ngành cơ khí. Khoan cao 1 m, đầu kẹp khoan 13mm, sử dụng điện 220V bằng cách là đấu tụ. Rồi phần trên nó là nắp bằng kim loại, nắp kim loại này khỏi bể đi. Hai cái bu ly, mỗi bu ly là 1, 2, 3, 4 cấp tốc độ. Đây là bu ly bên đầu khoan, còn bên đây là bu ly bên motor. Bu ly còn rất là đẹp luôn. Rồi, 3 tay quay còn đầy đủ. Và 3 tay quay zin theo máy luôn. Đây, cái tem trước Kitagawa KDR360. Đầu kẹp khoan 13mm. Ở Việt Nam mình điện 50Hz thì tốc nhanh nhất của nó là 2008 là dưới 60Hz. 2330 là 50Hz. Chậm nhất là 750. Thước nhìn còn bóng bẩy đẹp long lanh. Phần răng này thì bên đó nó chêm vô để nó làm cái tự động đó, mà không biết chế làm sao, có sẵn cái này cũng ngon. Rồi đầu kẹp khoan 13mm đẹp luôn. Mâm tròn, có thể nâng hạ được. Mâm này thì có vài cái lỗ thôi, không nhiều, mặt mụn đã trưởng thành, vậy thì thành công. Rồi phần chân dưới ti đẹp luôn. Cây này thì bên đó nó có xài nhưng mà cũng không quá nhiều. Đây Kitagawa, nước sơn zin còn đẹp luôn. Tay quay còn zin luôn, đẹp quá. Rồi mình xem phía sau lưng. Đây motor, motor của National Kitagawa, công suất của nó là 0,2 kW, tức là 200W. Rồi sẵn mình đi qua bên kia luôn mình coi. Đây, cái khoan đẹp quá. Cái mâm tròn này mà nó không có bị mụn thì tuyệt vời. Đương nhiên giá nó sẽ cao hơn. Rồi cái tay này cũng còn nguyên zin luôn, thép xi trắng đẹp quá trời quá đất.
À, nãy như anh chị chúng ta thấy mình khoan mũi 13 mm rất là nhanh, lực rất là khỏe mà máy chạy rất là êm. Có điều là mình đấu tụ thì cái đề ba nó hơi chậm ha, mình cho nó quay đủ tốc mình hãy thực hiện công việc. Giờ mình sẽ chỉnh cái dây cua ro tăng đơ cao hơn để mình nghe cái tốc chạy cao nhất của nó. Mình đã chỉnh dây cua ro tầng đầu khoang là nhỏ, bên kia lớn là tốc xe nhanh nhất. Bấm máy. Êm chưa? Để gần lại luôn. Đóng nắp lại luôn. Rồi, vậy là mình giới thiệu xong với anh chị về cây khoang Kitagawa cao 1m, mâm tròn, điện 220V, đầu kẹp khoang 13 mm. Anh chị có nhu cầu xin vui lòng gọi điện thoại hoặc Zalo số 082 3978 258 hoặc đến địa chỉ 129/1/6 đường Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành 5 phút để theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.